Ok, hello, xin chào mọi người, quay trở lại kênh Sơn Music. Hiện tại thì Sơn thì đang chạy một cái trung tâm đàn guitar có tên là Hà Nội Guitar Academy. Và đợt này thì có khá là nhiều học viên đăng ký vào trung tâm, nên là Sơn cũng không có nhiều thời gian để dành thời gian làm clip thường xuyên. Sắp tới Martinet mới ra một cái dòng gọi là Martinet Launch. Đấy, cái thiết kế này thì làm cho cây đàn trở nên vô cùng là ấn tượng. Một cây đàn vẫn giữ được những cái nét đặc trưng của Martinet thì có hai phiên bản, đấy là phiên bản Red và phiên bản Amber. Sắp tới thì Sơn bên Sơn Music sẽ nhập về cả hai dòng này, và giá dự kiến của cây Martinet Launch này nó sẽ rơi vào khoảng từ 14 cho đến 15 triệu. Và nếu anh em mà order trước tại bên Sơn thì nó sẽ rẻ hơn đâu đó khoảng độ 1-2 triệu. Anh em nào mà có quan tâm cái dòng đàn này thì inbox ngay cho Sơn nhé. Và Sơn rất là thoải mái trả lời những câu hỏi của mọi người, nên là mọi người hãy đặt thật nhiều câu hỏi vào. Đấy, bản thân là một người cũng yêu âm nhạc, nên là Sơn sẽ cố gắng trả lời hết tất cả những câu hỏi của mọi người. Ok, còn quay về chủ đề chính ngày hôm nay thì Gopherwood, nói qua một chút, thì là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng và đặc biệt là rất là phổ biến ở bên Hàn Quốc. Đấy, thì cái thương hiệu này nó đánh vào cái dòng tầm trung, tức là mức giá của nó không quá cao, để có thể phù hợp với tất cả mọi người. Thì trên cái lô đàn vừa rồi Sơn về thì có dòng G111NA. Nên là không may mắn thì đã có một cái cây G111NA nó bị dán sai tem mọi người ạ. Một series được thiết kế dáng OM. Bản NA thì là bản sơn phủ bóng, rất là đẹp. Đấy, riêng đàn ngoại thì mọi người có thể thấy là cái finish ngoại hình của nó là rất là ok luôn. Này, lưng hông là gỗ sapel và được sơn phủ bóng, nhìn rất đẹp mắt nhá mọi người nhá. Cần đàn thì là cần gỗ mahogany, mặt đàn được sơn đen. Đấy, đây là một cây đàn đập hộp luôn mọi người ạ. Thì trong cái lô đàn này thì cây này không may là bị sai cái tem đó, thì cây G111 này họ lại dán sai tem, là lại dán là G100NA. Và mọi người có thể check ở trên website. Cái video này thì Sơn sẽ thanh lý cho mọi người cây đàn này với cái giá là rất là tốt, mà tí nữa thì Sơn sẽ nói ở cuối clip. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào test thử âm thanh của cây đàn này xem nó như thế nào nhé. Con này là action là 2.5, và mặt phím được làm mặt phím là phím bum bê. Con này mặt phím nó hơi cong nên là anh em sẽ có một cái cảm giác bấm rất là tốt. Cái dáng đàn OM nó nhỏ nhắn, xinh xắn, nên là phù hợp với cả các bạn nữ nữa. Ôm rất là thích. Đấy, ôm rất là thích. Và nếu anh em nào, kể cả anh em đi biểu diễn nữa nhé, cũng cân nhắc cái dáng đàn như thế này. Đấy, lắp thêm cái EQ nữa. Còn bản này thì hiện tại là chưa có EQ. Đó. Cha thường kể nhiều lắm về thời niên thiếu, cha hay đạp xe mỗi sáng cao cách tới trường, ngay khu phố trước nhà có cụ già bán bánh thơm lừng, những chiếc bánh bao tròn mùi ấm áp khói bay, khói bay tóc cha trắng con dần khôn lớn, da nhăn đôi tay sạm nắng thấy cha già hơn. Nhưng những lúc tan trường chiếc xe đạp cha đón bên đường, những năm tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Cha già rồi đúng không, mắt kém tay chân thì ru, cha già rồi đúng không, sao cứ nói lung tung chuyện cũ. Cả cuộc đời của cha chỉ sống hy sinh cho mọi niềm vui của các con thôi. Từ ngoài cuộc đời còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa, mua đàn đi các bạn ơi.
Ôi, bài hát này xúc động quá. Và bây giờ thì Sơn sẽ thanh lý cái cây đàn này với giá là 2.9 triệu. Và mọi người hãy nhanh tay inbox cho Sơn nhé, để sở hữu ngay cho mình cây đàn này. Vì cây đàn này chỉ có duy nhất một cây thôi. Cây mới tinh, Sơn thanh lý. Vì cây này nó bị sán sai tem mọi người ạ. Rất là tiếc. Nhưng mà không sao, mình nghĩ là cái tem này nó sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của cây đàn, đúng không ạ? Sơn xin kết thúc clip tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong các clip tiếp theo. Bye bye, xin chào mọi người.